Hello các bạn, mình là Thành Sandy ha. Ngày hôm nay mình tiếp tục quay trở lại với các bạn trong một cái video khác này. Thì trước mặt các bạn đây chính là cái cành dừa nước này các bạn. Thì dừa nước các bạn đã biết thì nó làm rất là nhiều công dụng, như là lợp mái nhà, nhiều lúc có thể chúng ta là nấu nướng chẳng hạn. Nó có rất là nhiều lợi ích, và hôm nay thì mình sẽ tập trung vào cái lợi ích của cái cành dừa này. Đó là việc mình xẻ cái bệ này ra để lợp cái mái ha. Thì các bạn biết rồi, thì thường thì người ta sẽ đôi cái cành này ra ha, cắt đôi hai cành này, tách đôi ra hai bên. Thì thường á thì mình thấy cái cây này thì mình sẽ cầm cái dao mình xẻ, thì tại vì mình thấy theo cái gân này các bạn này, các bạn nhìn thấy cái dừa không, ở đây nó có cái gân này, nó có một cái gân ở giữa này. Thì mình lúc đầu khi mình xẻ vào á, mình sẽ lấy cái dao mình chặt ngay cái vị trí trung tâm luôn, xong bắt đầu mình bóc như này đó. Thì đây bây giờ khi mình bóc như này này, các bạn sẽ thấy một cái đặc biệt ha. Đó, cái bền dừa nó ra như này. Đó, nó ra cũng khá là đẹp ha. Nó ra cũng khá là đẹp. Đó, thì mình chỉ cần lấy một cái dấu dao thôi, sau đó mình tách ra. Nhưng mà cái vấn đề nó đến vị trí này nó xuất hiện này các bạn. Các bạn nhìn vào đây này. Thì đây là cái sườn của cái bệ dừa bên này. Và bên này này, nó đang bị lấn qua, các bạn thấy không ạ? Nó bị lấn qua thì dẫn tới là chúng ta phải lấy cái dao chúng ta chặt. Thì như vậy nó tốn rất là nhiều thời gian, và như vậy thì nó không có hiệu quả đúng không. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái mẹo để các bạn biết cái cách để các bạn là tách cái bẻ lá dừa này ra nó một cách dễ dàng ha. Rồi, bây giờ như vậy ha. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn này. Đây các bạn nhìn thấy cái bẻ dừa ha, các bạn nhìn thấy cái lá dừa này, ở đây nó có hai cái lá phía cuối này các bạn, các cái lá cuối này. Thì các bạn cầm như này, các bạn sẽ đôi ra như này, sau đó các bạn kéo ra như này. Đấy, các bạn thấy không, cái lá nó đi rất là đều này, cái lá nó đi rất là đều này, cái lá đi rất là đều luôn, từ hai bên tách bên này, bên này và bên này nó đi đều này, và nó không bị lấn các cái phần lá, cái sườn của cái lá này này, cái sườn lá của bên này và bên này nó không bị lấn sang ha. Và chúng ta chỉ việc đứng im thôi, chúng ta chỉ việc xé ra như thế này. Thì đó các bạn thấy không, thì nó sẽ đỡ hơn so với việc các bạn dùng dao. Thứ nhất là các bạn phải chặt vào này, mà đây các bạn chỉ cần lấy cái tay, sau đó các bạn xé ra tách làm đôi thì nó sẽ dễ dàng hơn đúng không. Đó, các bạn thấy đó là cái sự khác biệt không. Thì mỗi cái gì đó nó đều có cái cách riêng của nó, và các bạn phải tìm cách và áp dụng cho nó làm sao đơn giản các bạn làm. Lý do mà cái cành dừa này nó làm được như vậy này, mình chia sẻ các bạn ha. Sợi dừa này nó bộ bản chất á, nó có cái sợi nó kéo dọc về thân đó các bạn, nó có cái gọi là có các cái bó sợi, các cái sợi như này nó kéo dọc thân. Vì thế các bạn khi mà xẻ, khi các bạn mà làm đúng á, thì nó sẽ dọc từ dưới lên trên, nó theo một cái form nó sẽ đôi luôn, và vì thế nó sẽ rất là dễ dàng ha. Thì các bạn khi mà làm tới cái này thì các bạn nên mang cái tay, tránh hợp nó bị đứt tay ha. Thì đây các bạn, mình sẽ làm lại lần nữa ha. Các bạn nhìn thấy này, ở đây nó có hai cái lá phần cuối này nằm ở giữa này, các bạn xé ở đây. Rồi, các bạn xé ở đây đó, các bạn thấy nó đi ra chưa, nó đi ra ha. Thì đi ra như vậy các bạn chỉ cần kéo ra nhẹ nhàng thôi, nó không khá là mệt, không mệt cả, tương đối thôi. Các bạn chỉ cần đứng yên một chỗ, các bạn chỉ cần đứng yên một chỗ rồi các bạn lôi ra như này đó, thì nó rất là nhẹ nhàng đúng không đó. Và sau đó mình cứ đặt nó bên trái và bên phải để chúng ta sẽ lợp cái mái làm sao đỡ bị nước nó dột ha. Rồi tiếp tục một cái cuối cùng này, và các bạn nhìn lại ha. Đây, dành cho bạn nào mà chưa nhìn rõ từ đầu ha, thì đối với cây này thì nó hai lá nằm chỗ này, các bạn xé từ từ như này, hai lá cuối như này đó, sau đó các bạn xé như này, các bạn xé như này, các bạn xé ở đây đó, các bạn xé đôi, nó rất là nhanh đúng không. Thì đó, thì một cái quá trình xé dừa nó không hề khó mà cũng không hề đơn giản, nhưng mà đó là một cái quá trình tuyệt vời để chúng ta học ha. Đây các bạn nhìn lại cái thân của cái dừa này, nó là các cái dạng sợi, các bạn thấy không, đây là các cái dạng sợi. Và vì thế khi mà cái cây này này, bản chất của cái cành dừa nước á, nó là dạng sợi như này. Và vì thế khi các bạn mà xé mà đúng đúng form nó thì nó sẽ đi đôi ngay.
và nó có những sợi như này. Khi bạn xé thì sợi phía dưới nó đi ăn theo lên trên. À, nếu mà các bạn làm dừa mà cây cần già thì theo mình kinh nghiệm của mình thì nó sẽ càng chắc hay sao. Rồi cái kinh nghiệm của mình thì chưa chắc chắn đúng ha. Các bạn hãy bình luận dưới để mình biết được là nó như thế nào là phù hợp nhất ha. Ok ha, cảm ơn các bạn ha.